Xin chào các bạn, mình là Danh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cách kiếm tiền mà được nhiều bạn bây giờ đang tìm kiếm trên mạng hàng ngày, đó là kiếm tiền trên mạng và bắt đầu với kiếm tiền YouTube. Vậy làm thế nào để kiếm tiền trên YouTube? Nhiều bạn bây giờ mình mới nói là đầu tiên là làm sao để kiếm tiền trên YouTube. Như thế nào? Đó. Như bạn cứ bây giờ cứ nói là làm thế nào để kiếm tiền, nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu và phải làm như thế nào. Trước giờ mình cũng cứ mình thấy cái việc kiếm tiền trên mạng thì cũng muốn muốn trải nghiệm, và thứ nhất là để kiếm tiền, và thứ hai để sau này nó tạo cho bản thân mình nó có một cái dòng tiền gọi là thu nhập thụ động á. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho bạn đây là cái kênh của mình và mình đã làm kiếm tiền trên YouTube như thế nào. Đó, về tổng quan cái kênh của mình giới thiệu cho các bạn, từ đó các bạn suy ra là mình có thể kiếm tiền được hay là không nha. Thì hiện tại cái kênh của mình là mới làm, mình mới phát triển trong thời gian ngắn gần đây này. Thì số lượt xem kênh của mình là khoảng 16.000, gần 17.000 lượt xem, và thời gian xem là khoảng 5.000, 50.000 phút. Đó, thì cái thời gian xem của mình là khoảng 2 phút 59, gần 3 phút. Thì số tiền mình đang thu được là khoảng 1,81 đô. Đó. Cứ đều đều thời điểm hiện tại đều đều là mỗi ngày á, cái kênh mình nó cứ nó về tài khoản mình khoảng 0,1 đến 0,2 đô. Và mình nói kỹ hơn chút nữa đó là tại sao mà nó lại số tiền nó về là ít như vậy. Thì cũng có lý do là do cái kênh mình hiện tại là chỉ có một video sinh ra tiền. Đó. Có một video mà được nhiều người xem nhất, lượt xem mà chiếm đa số đây. Thì trong 2 ngày vừa qua thì lượt xem mình khoảng 790, có lúc nó là lên toàn tầm khoảng là 800 mấy, 900 lượt xem trên trong vòng 2 ngày 48 giờ. Vậy thì với một video như vậy thì một trong vòng một ngày nó sẽ đem về cho mình khoảng 0,1 đến 0,2 đô. Nếu mình muốn một tháng á, thì video này nó đem về khoảng 3 đô đến 5 đô. Vậy nếu mà mình muốn có khoảng từ mình muốn có khoảng 3 đến 500 đô trong một tháng á, từ YouTube á, thì việc đầu tiên á, mình phải xây dựng cái kênh làm thế nào mà để có khoảng 100 video như thế này, 100 video mà có lượt xem như thế này á, đó, thì mình sẽ kiếm được khoảng 3 đến 500 đô trong tháng. Thì điều đó các bạn thấy có thể thực hiện được không? Theo mình là có thể làm được. Tại sao lại mình nói vậy? Vì nếu mình đã làm được một video như vậy thì sẽ có nhiều video sau có thể có lượt xem tương tự như vậy. Thì mình phải làm thế nào để mình tạo một cái chủ đề nó thật là cái chủ đề của cái kênh của mình đó phải thật là hấp dẫn. Cái kênh của mình là phải được nhiều người nó tương tác cho xã hội, giống như mình đang làm cho các bạn xem này, thì mình cũng đang hướng dẫn cho các bạn để mà làm thế nào để kiếm tiền trên YouTube. Và các bạn làm và các bạn thấy nó đúng như vậy thì các bạn làm theo. Thì một ngày á, nhiều người cũng nói á, là một ngày mình nên up tầm khoảng 2 đến 4 video. Có một cái anh trên YouTube bây giờ anh chia sẻ là một làm sao để một ngày có tầm khoảng 20 khoảng 2 đến 4 video. Thì đúng, mình nghi công nhận anh nói đúng thật. Thì trong vòng một tháng á, thì bạn sẽ có tầm khoảng 60 cho đến 120 đô 120 video được up lên. Đó. Vậy trong 3 tháng á, thì mình sẽ có 180 cho đến 400 cho đến 360 được video. Đó. Thì đặt mục tiêu tháng đầu tiên á, mình sẽ kiếm tầm khoảng là 50 đô trên một tháng. Và tháng thứ hai là mình sẽ kiếm tầm 100 đô trên một tháng, và tháng thứ ba thì mình sẽ kiếm tầm khoảng 300 đô trên một tháng. Thì đó là cái tiêu chí mà đầu tiên mà mình muốn kiếm tiền là mình phải có sự đầu tư, mà đầu tư bài bản nha. Thì bây giờ lên mạng thì có nhiều bạn muốn làm YouTube nhưng mà không biết mình phải chuẩn bị những cái dụng cụ gì,
Thì đầu tiên mình sẽ nói qua về các cái dụng cụ mà các bạn cần phải chuẩn bị để mà làm một cái kênh YouTube bài bản. Đó là các bạn cần phải có, đầu tiên là cái máy quay phim. Đó, cái máy quay phim này, rồi cái phím mình nhấn sao lại ông không ăn rồi đó. Mình thì đầu tiên các bạn cần phải có một cái máy quay. Máy quay là có thể dùng cái thiết bị kỹ thuật số hoặc là dùng điện thoại cá nhân cũng được. Điện thoại cá nhân bây giờ thì có nhiều cái dòng điện thoại thì nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Dòng điện thoại thì có thể quay quay HD, rồi có thể quay cái dòng full màn hình đó. Thì có một số máy điện thoại quay thì không được, nhưng mà số máy nó quay full được. Các bạn cần phải có một cái gọi là giá quay phim. Giá quay phim mình cũng máy này không bằng phím thì sao ăn không được không biết. Các bạn có thể bỏ ra khoảng 5 đến 7 triệu để mà đầu tư cho mình một cái thiết bị để hỗ trợ cho mình cách kiếm tiền. Thì vừa rồi mình cũng có chia sẻ trên YouTube, trên Facebook, đó là các cái dụng cụ để mà làm YouTube thì có cần khoảng một cái máy quay. Máy quay mà mình vừa rồi mình mới mua cái máy quay thì cái tầm khoảng rẻ tiền thôi, nhưng mà mua chất lượng không có đạt nên mình đã đổi lại rồi. Mình kiếm một cái máy quay cho tốt, có thể đầu tư ban đầu hơi lớn lớn tiền một chút, nhưng mà sau này mình làm việc nó hiệu quả hơn và đem lại dòng tiền cho mình ổn định hơn. Thì các bạn cứ xem cái khả năng của mình muốn đầu tư khoảng bao nhiêu và muốn cái phát triển cái loại hình của mình như thế nào, thì cứ thấy vừa tầm thì làm thì được, đừng để đầu tư quá dàn trải mà lại không đem lại hiệu quả. Giống như mình thời gian trước á, mình làm nhiều cái đầu tư dàn trải ra nhưng mà không có đem lại hiệu quả. Cho nên thời gian ở đây mình tính là nếu mà làm á thì làm cái gì mà nó đem lại hiệu quả thiết thực. Thì YouTube cũng là một cái hình thức đầu tư, có thể bạn bỏ ra khoảng 5 tháng, 7 tháng, có thể một năm trời các bạn thu lợi nhuận chẳng đáng là bao, nhưng mà đến một cái lúc nào đó thì cái kênh của bạn bắt đầu sinh ra lời, thì lúc đó bạn có thể không đi làm nữa, bạn vẫn có tiền, tiền các bạn có thể chạy đều đều về trong tài khoản Google AdSense của bạn á. Thì Google AdSense của bạn thì các bạn chỉ cần đem ra ngân hàng, các bạn lấy tiền hàng tháng thôi, các bạn có thể làm thêm lặt vặt gì đó nữa thì kiếm thêm một ít tiền nữa thì cũng có nguồn thu cho mình nữa. Thì đều đều một tháng mỗi người làm trên YouTube, ví dụ như có người giỏi á, thì có thể kiếm 1.000 đến 2.000 đô ở Việt Nam. Mình nói ở Việt Nam thôi, không có phải là ở nước ngoài đâu, mình Việt Nam mình vẫn có nhiều người kiếm những 1 đến 2.000 đô, có người kiếm tầm 5.000 đến 10.000 đô vẫn có mà. Thì họ kiếm tiền như thế nào á, thì họ làm những cái chủ đề mà nhiều người xem, sức hấp dẫn lôi cuốn với những cái người xem trên mạng á, họ thích thú, họ đăng ký, họ ủng hộ kênh cho mình và họ thường xuyên theo dõi kênh của mình, tương tác kênh của mình. Thì đó là cái kênh của bạn đã sinh lời rồi đó. Thì mình đang làm cho bạn, mục tiêu của mình á, mình muốn thời gian về lâu về dài á, thì cái kênh của mình làm sao để mà có được tiền và đem lại lợi nhuận để chi, để mà mình về lâu dài thì cái kênh của mình á, hàng ngày á, dù mình đi làm hay là không đi làm nữa, thì đến một lúc nào đó thì cái kênh mình nó cứ có lượt xem của mình nó cứ tăng dần theo thời gian. Ví dụ như giờ mình đang xây dựng một cái kênh là Đỗ Công Danh đi, đó là tên của mình đi, thì một ngày nào đó ví dụ như cái kênh của mình nó có sự tương tác với xã hội, nhiều người biết đến, à ông Đỗ Công Danh là ai tôi không biết, nhưng một ngày đó dù trên mạng tự nhiên nổi tiếng lên là à ông Đỗ Công Danh nó hồi trước ông làm thì đâu có tiền bao nhiêu đâu, nhưng mà giờ dù tiền cái kênh cứ đều đều đều, giờ ông cứ một tháng là ông kiếm nhiều 500 700 đô một tháng gì đó, đều đều vậy á, thì cũng là khỏe. Đối với ở Việt Nam mình mà kiếm những cái 500 700 đô trên một tháng trên mạng như là kiếm YouTube thì mình nghĩ cũng ổn định rồi. Ví dụ như thu nhập thụ động á, thu nhập là mình không làm nữa thì một tháng tiền nó vẫn có khoảng tầm vậy. Thì để đạt được cái mục tiêu đó thì các bạn cần phải có một cái lộ trình rõ ràng. Mình không thể một ngày mà có thể kiếm được nhiều tiền một lúc được,
mà các bạn phải có sự đầu tư theo thời gian. Ví dụ như để có 5-700 đô thì đầu tiên các bạn phải có 5 đến 70 đô. Rồi có 5 đến 70 đô thì các bạn mới có 100 đô, 200 đô. Rồi các bạn mới lên được 300, rồi 500, rồi đến 700. Rồi đến lúc đó là cái kênh của bạn là cứ một tháng thì tầm lâu 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 bạn chỉ cần lên upload thêm chỉ có một vài video gì đó đều 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 thì các bạn làm thêm gì đó thì một tháng bạn cũng có thể thu nhập khoảng mười mấy 20 triệu ở Việt Nam mình rồi, thì cũng mình nghĩ là có thể đạt được. Vậy thì các bạn cần phải làm đầu tiên đó là một ngày á, mình đừng có đặt mục tiêu cao quá. Ví dụ như một ngày mình phải lên 10 video, 2 video nhưng mà không có một cái giá trị đích thực, thì các bạn cần phải phải làm những cái video mà nó có giá trị đối với xã hội này này. Nhiều bây giờ xã hội giờ cần cái những chủ đề mới mà nóng mà nhiều người quan tâm, thì các bạn cứ xoáy vào trong cái chủ đề đó mà làm, và làm đam mê vào, làm ngày làm đêm, làm kể cả lúc thời gian ngủ các bạn cũng có thể làm, để chi để khi khi mà cái kênh của mình nó có nhiều người xem rồi đó thì các bạn chỉ cần upload đều 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 theo hàng ngày chừng cỡ 1 đến 2 video một ngày đó, là trong vòng 1 năm sau bạn cũng có thể có tiền tương đối rồi đó. Theo mình nghĩ là 1 năm là mình nói thời gian tương đối dài, chứ nhiều người bạn chỉ có làm trong vòng 1 đến 3 tháng thôi là với cái kênh là re-up, ví dụ như là họ lấy nhạc trên mạng này về rồi re-up lại. Nhưng mà mình nghĩ làm như vậy thì cái kênh mình nó dễ bị chết kênh lắm. Mà chết kênh thì các bạn bao nhiêu công sức của bạn đầu tư trong thời gian trước là nó đều là tan tành mây khói luôn. Cho nên mình mới nói các bạn là nếu mà muốn kiếm tiền trên YouTube á thì mình phải kiếm tiền thật là chân chính đó. Mình nói là từ kiếm tiền chân chính này, là nói chân chính là chi à, kiếm tiền chân chính này à, kiếm tiền chân chính là sao? Kiếm tiền là không có lấy trộm cắp, không có chôm chĩa người ta. Cái video của mình á thì mình làm, còn video của người ta thì không lấy làm gì. Vì sao? Mình lấy sớm muộn gì cũng bị người ta phát hiện à, Google bây giờ là có rất nhiều kỹ sư hàng đầu rất tài giỏi trong việc mà biết video cho em chỉ là họ biết liền à. Cho nên tại sao mà thời gian trước á, có nhiều người á, làm YouTube thời gian đầu kiếm được lắm, nhưng mà sau này thì chết kênh liên tục vì họ không nghĩ ra chủ đề mới mà chỉ nghĩ tới toàn là đi trộm cắp của người ta không à. Chính vì nghĩ như vậy á, cho nên mình không có thể khá lên được. Cho nên mình muốn các bạn là phải kiếm tiền, quan trọng là cái này nè à, kiếm tiền chân chính à, kiếm tiền chân chính là mình không có trộm cắp của ai, video của ai, mình không có lấy của người ta video của người ta làm video của mình, mà hãy nghĩ tự nghĩ đến một video và tự nghĩ cái chủ đề mà mình tự làm mà chia sẻ được nhiều người bạn quan tâm đó. Và một ngày á thì mình phải đặt mục tiêu á là mình làm, nhiều bạn là cứ đặt mục tiêu một ngày phải được 2 đến 3 video, 5 video, được nhiều cũng tốt. Nhưng mình chỉ đặt mục tiêu vừa phải thôi, 1 đến 2 video thôi. 1 đến 2 video trên ngày thôi. 1 2 video trên ngày. À, mình bàn phím mình có vấn đề mình nhập chữ không được. Thì một ngày mà các bạn phải nhập tầm khoảng là 1 đến 2 video trên ngày. Thì một tháng các bạn có thể kiếm tầm khoảng 30 đến 6 video trên một tháng, và một năm thì các bạn có thể có tầm khoảng khoảng là 300 đến 600 video, khoảng 10 khoảng là khoảng 360 cho đến 600 600 mấy 700 video rồi đó. Thì các bạn bao nhiêu video thì 1 năm rồi 2 năm rồi 3 năm các bạn cứ dồn đều, nhưng mà phải là video của mình nha, đừng có trộm cắp nha. Mình thấy cái đó bây giờ làm thì phải theo cái hướng như vậy thì nó mới bền vững được và sẽ kiếm tiền đều và kiếm thật nhiều tiền. Chắc chắn các bạn làm theo mình và đừng bao giờ re-up, đừng bao giờ re-up nha các bạn, đừng bao giờ re-up, đừng bao giờ lấy video người ta làm video của mình. Chỉ có một ngày làm 1 đến 2 video thôi là các bạn đã thành công rồi. Bạn cần phải chuẩn bị cái máy cái giá để mà quay quay phim như thế này đó. Mình quay gần ra và một cái máy quay bây giờ trên thị trường là bán rất nhiều loại. Các bạn cần mua cái máy quay chuẩn HD tầm nó quay tương đối để mà quay full cái màn hình, để cung cấp full cái màn hình HD á,
video càng sắc nét thì càng tốt, các bạn quay để đem lại chất lượng cho mọi người xem, họ thấy video càng tốt thì họ càng thích xem hơn. Vậy đó, giờ hiện tại trên thị trường thì có HD này, có 4K này, thì các bạn cứ tham khảo mà thấy cái loại nào tốt thì mua, cần phải có thêm cái giá như này nữa nè, và chọn cho mình một cái chủ đề là ví dụ như xã hội đang cần tới. Các bạn mỗi người có một cái thể loại thế mạnh của người của nhau của khác nhau, thì có người thì giỏi về cái mảng này, có người là giỏi về mảng khác, thì các bạn cứ chọn về cái thể loại mạnh của mình mà làm chủ đề cho mình trong một cái việc kiếm tiền và tương tác kênh nó tốt hơn. Và phải cần phải tạo cho mình một cái lượng subscribe cho nó đầy, cho nó lớn, ví dụ như là một tháng ấy, nếu mà một kênh mà các bạn mà tầm khoảng là một 10.000 lượt đăng ký á, thì chỉ cần bạn đăng lên một một video là có 10.000 người xem rồi, chưa chưa nói những người ngoài nghe, 10.000 người đăng ký á, là họ sẽ xem được video của bạn. Vậy thì các bạn cứ kiếm nhiều lượt người đăng ký thì các bạn sẽ có nhiều nhiều người xem đó. Và video của bạn mà càng hấp dẫn nữa thì các bạn là quá tuyệt vời rồi. Thì các bạn cố gắng tạo cho mình một cái kênh cho thật là phát triển, thì qua đây mình cũng chúc cho các bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn trên cái công việc kiếm tiền trên mạng của mình, và chúc các bạn thành công. Rồi mình chia sẻ đến đây thôi, mình chào tạm biệt các bạn, rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.